chơi tiếp luôn. Chơi cái game này rất là phê luôn anh em ạ. Gây nghiện. Ở máy iOS thì chưa có phần chơi online các bạn ạ. Nên là mình mới chỉ... Ôi, chạy. Nên là mình mới chỉ chơi được offline thôi. Sau này mà có online thì sẽ mình chắc chắn là sẽ hay hơn rất là nhiều. Ôi, game này mình bị thọt quá anh em ạ. Chiều nay mỗi mấy người thôi mà cứ chết dọc chết xuôi. Chán quá. Mình sẽ cố gắng vươn lên. Vươn lên. Ủa cái đàn màu hồng kia là đàn to nhất anh em ạ. Nên cần cách nhật, chạy đâu? Chạy đâu mà con sâu? Chạy đâu? Sẽ cố gắng ăn được con đầu đàn này. Ok, đã ăn được đầu đàn rồi. Là mình đã có cơ số 4 rồi anh em ạ. À, nâng 4 rồi. 32 thằng này. Đấy, thế là mình đang đứng thứ 2 rồi. Đã có nâng 4 rồi. Tìm thằng thứ nhất để thịt. Không sợ. Đây rồi. Chạy đâu. Ôi, mình ít hơn các bạn ạ. Chứ không phải là mình... Ôi, mình ít hơn. Trời ơi, mình vừa đứng thứ hai mà. Trời ơi. Mình ít hơn cơm lý các bạn ạ. Vậy là thua rồi. Thua các bạn ạ, game này thua. Tơn thì mình cứ tưởng là mình đứng thứ hai thì thằng ấy mình sẽ ăn được, nhưng mà hóa ra không phải. Buồn thế. Chơi tiếp game nữa. Cái mày gây nghiện. Bắt thằng màu đen này. Ôi thằng màu đen này mười mấy người rồi các bạn ạ. Ui. Ui rồi ôi, còn mỗi một người, hai người. Còn nâng vốn thì mới đi chiến đấu được các bạn ạ. À, bảy người à. Cố lên, không là họ 10 người. Bây giờ họ 10 người là họ ăn được mình. Oh yeah. Đứng thứ 2 à. Mình sẽ cố gắng vươn lên. Thằng này ăn được không? À ăn. Ăn anh em ạ. Rồi, đuổi. Đuổi được thằng này là mình lên vị trí đầu tiên này các bạn ơi. Cố lên. Chạy đi động. Yeah. Rồi. Mình đứng đâu rồi? Mình thịt luôn. Thịt. Thịt đàn to thứ hai này. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Ôi. Đàn thứ ba. Ôi rồi. Đàn thứ ba. À. Có đàn 200 người này các bạn ơi. Đuổi nốt. Đuổi hết. Wow. Lại một game nữa thắng các bạn. Game này rất là hay luôn. Gây nghiện. Wow, ba sao rồi. Thêm một nhân vật. Ok. Chạy tiếp các bạn ơi. Nâng bốn. Mình đang chờ nâng bốn. À, 18 người à. 18 người thì 18 người thịt tất. 31 à. Mình đang có 18 người thôi các bạn. Chưa có gì trong tay, chưa có gì gọi là nhiều cả. Rồi. Nâng bốn rồi đấy. Ôi rồi ôi, nó thịt mất một nửa của mình. Ôi rồi. Thịt mất của mình nhiều quá anh em ạ. À. Ôi đây là nhiều quá này, người trắng này. Người da trắng này. Wow, người da trắng này cũng phải bằng cơ số đấy các bạn ạ. Người da trắng. Rồi. Quay lại đàn này cho nó đông người này, đông người thịt cho nó sướng này. Không biết là có kịp không, chắc không kịp được các bạn ạ.
người ta đã 300 người rồi. Chắc là mình không kịp rồi. Mình bị thịt nhiều quá các bạn ạ. Thịt nhiều quá. Thịt nhiều quá, thịt nhiều quá. Nốt cái vít này là xong rồi. Chỉ đứng ở thứ ba rồi các bạn ạ. Cho nên là nút nấu nó không nhảy lên được.